Thì hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình sẽ xem cách sử dụng máy massage xung điện miếng dán ha, của hãng Amron. Đây là dòng máy HVF127. Còn đây là những dòng máy rẻ tiền hơn và mắc tiền hơn của Amron. Còn đây là dòng mà nhiều người sử dụng cả nhà ha. Giá niêm yết của hãng là 1.330.000 giá của hãng. Còn nếu mà như cả nhà mình có tham khảo quan tâm thì liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để cập nhật cái giá mới nhất. Ví dụ giống như là cái chương trình khuyến mãi có hay không, hoặc là giá mà được bên sức khỏe 60 giây hỗ trợ là bao nhiêu. Thì trong video trước Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình về cách lựa chọn một cái máy massage xung điện sao cho phù hợp với mình rồi. Hôm nay thì mình sẽ chỉ xem video về cách sử dụng thôi. Rồi, bên trong máy này thì chúng ta có cái gì nè, một cái thân máy ha, pin, rồi miếng dán, và cái này là cặp miếng dán xung điện, và cái này là cái miếng để mình bảo quản sau khi xài xong á, mình sẽ dán hai miếng dán vào để mình cất, và cái dây cắm, cái này là cái túi đựng cả nhà ha. Bên cạnh đó mình có phiếu bảo hành và hướng dẫn bằng tiếng Việt. Thì máy này khá dễ xài. Hoàng Sơn cũng nhắc cả nhà mình á, sau này mình có mua thì mình mua cái dòng máy nào mà xài pin á, đừng có mua dòng máy xài điện. Tại vì có nhiều trường hợp á là khi mà mình cắm trực tiếp vào điện mà xài thì rất là dễ chạm chập vào điện cả nhà ha, rất nguy hiểm. Thì hầu như những dòng máy ở đây mà từ khoảng tầm 1 triệu trở lên là không có dòng máy nào mà cắm trực tiếp xài giống như là cái sạc điện thoại, mà toàn là xài pin trực tiếp thôi. Nên là cả nhà mình có lỡ rồi có mua máy Trung Quốc á thì mình nên xài bằng pin, đừng có xài cắm điện ngoài nghe. Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái miếng dán nè, ở đây Hoàng Sơn có miếng dán để thử. Sau khi xài xong mình có thể dán vào đây để cho nó không dơ. Cả nhà thấy cái này cái máy tầm trung, có cũng có nhiều chức năng hơn cái dòng máy cơ bản, nhưng mà nó lại ít chức năng hơn cái dòng cao cấp nhiều chức năng này. Thì mình mở ra mình sẽ gắn pin vào. Đây là pin 3A cả nhà ha. Đó, mình sẽ cho pin vào. Sau này mình mua pin thì mua pin tốt nha, còn nếu mà mình không có kiếm được pin tốt, mình mua pin thường á thì xài xong mình có thể lấy ra. Nhiều khi mình để quên chảy pin hư máy ổn cả nhà ha. Còn nếu mà như mình xài thường xuyên thì chắc chắn mình sẽ biết khi nào hết pin rồi. Rồi đây, đây nó pin lại ha. Rồi bây giờ mình đây, bây giờ mình sẽ có cái cọng dây điện mình cắm vào. Rồi mình kẹp vào trong máy nè, mở kẹp ra cắm vào. Rồi sau đó mình sẽ dán hai cái miếng dán vào cái chui cộng và chui trắng và chui đỏ, cộng và trừ nè. Rồi cái này mình có thể dán trực tiếp vô chỗ mình bị mỏi tay, hoặc là mình bị đau nhức do máu mình không lưu thông, hoặc là mình muốn massage như ở vai thì dán hai miếng bên vai, còn massage tay thì dán một miếng đây, rồi massage đùi thì mình dán hai miếng gần nhau vậy đó. Tại vì phải xài hai miếng đầu cộng đầu trừ nó mới massage được cả nhà ha. Rồi mình sẽ lọt ra, ví dụ như ở đây tay mình dán một miếng ở đây, mình massage chỗ này thì mình dán chỗ này. Rồi đây. Thì hôm nay Hoàng Sơn hướng dẫn cái cách xài đơn giản thôi. Nếu mà cả nhà mình muốn chức năng đa dạng như thế nào á thì mình có thể xem thêm trong tài liệu bằng tiếng Việt nha, hoặc là mình có thể cứ bấm chọn rồi mình thấy chức năng nào mà phù hợp với mình á thì mình sẽ để chỗ đó. Nó có chức năng tự động và chức năng massage tùy theo khu vực nè. Cả nhà giờ mình cận cảnh xíu nha. Bên đây là mình có cái nút volume dặn nè, off là tắt nè. Mình chỉnh số 1 là đầu tiên chế độ tự động á. Đó, hoặc mà mình tăng số 2 là mạnh hơn, nó tới số 10 là cả nhà ha, rất là mạnh. Thì cả nhà mình chú ý nha, đối với ông bà lớn tuổi mình vô mình đừng có chỉnh số lớn thì làm cho ông bà giật mình sẽ không dám xài đâu. Mình kích thích nhẹ rất là thích nè. Thì ở đây Hoàng Sơn nhắc lại các chức năng nè. Cả nhà bấm vào cái chức năng này màu vàng này, tức là nó cường độ mạnh dành cho mình đang bị căng cơ. Còn soft mềm nè, soft nè, thì nó sẽ làm cho mình dễ chịu hơn, nó không có làm cho mình giật mình á. Còn ở cái vị trí này là chọn khu vực massage, ví dụ là mình chọn ở vai nè, hoặc là ở chân, hoặc là ở vai, mình có thể chọn những cái khu vực thì trên cái hướng dẫn có cả nhà có tham khảo rồi. Còn ở đây là các kiểu massage 1, 2, 3, 4, mình chọn kiểu nào mà mình cảm thấy phù hợp. Rồi còn nếu mà mình chọn bone, tức là nó nhấn mạnh vào cái vị trí
của cái tấm màu đỏ, hoặc là cái tấm màu, cái chuôi cắm điện cực màu trắng ha. Mình chọn cái này thì mình sẽ chọn tiếp trái hoặc phải. Còn quai này là nó sẽ massage cùng lúc hai miếng cả nhà ha. Đó. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ là cả nhà mình cứ để chế độ tự động sẽ đơn giản hơn. Sau đó mình từ từ mình thích cái kiểu massage nào thì mình cứ chọn tham khảo ở đây để mình chọn cái nào phù hợp nhất với mình. Này cả nhà thấy mình có thể dán ở trên trên vai nè, thấy không? Này ở bên eo nè, đùi nè, hoặc là dán ở ngay chỗ bàn chân với trên bắp chân. Đó. Rồi cách sử dụng đơn giản cho cả nhà mình tham khảo đó là máy massage HV-F127 của Ôm Rong. Rồi cả nhà mình có thể xem tham khảo thêm những dòng máy khác cho mình có một cái sự lựa chọn để mình chọn cái nào đó cho gia đình và cùng quà tặng cho ông bà hoặc là cho bản thân mình ha. Đây, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để luôn cập nhật các thiết bị y tế mới nhất cho cả nhà mình nghe. Đây, tạm biệt.